Chương trình Sống Tin Mừng, trang tin mừng cho người nghèo xin gửi đến quý khán thính giả lời chào thân ái trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô và mẹ Maria. Thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 13 tháng 3 2019, chương trình Sống Tin Mừng gồm có Kiêu Ngạo, Ta Sẽ Giúp Con, Nếu Tôi Biết Tha Thứ. Mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Soang Maria Vianney đã nói: "Kiêu ngạo là một tội rất nặng nề và ghê tởm. Tội đã đuổi các thần phản loạn ra khỏi thiên đàng và bị ném vào hỏa ngục. Tội này đã có ngay từ thuở tạo thiên lập địa." Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi Kiêu Ngạo. Chúng ta phạm tội kiêu ngạo qua nhiều cách thức khác nhau, qua cách ăn mặc, lời nói, cử chỉ, điệu bộ, thậm chí cả tướng đi nữa. Một số người bước đi ngạo nghễ và dường như muốn nói với mọi người: "Này, hãy nhìn xem, tôi cao ráo, oai phong biết bao và tướng đi của tôi rất đẹp." Một số khác khi làm được việc gì tốt, họ chẳng bao giờ mệt mỏi nói về mình. Và nếu bị sai lỗi điều gì thì lấy làm đau khổ buồn phiền vì nghĩ rằng người ta sẽ nghĩ xấu về mình. Nhiều người kiêu ngạo cảm thấy buồn và hối tiếc vì đã quen hay tiếp xúc với người nghèo. Nếu gặp gỡ ai thường xuyên, họ luôn tìm cách làm thân với những người giàu có danh tiếng. Nếu có cơ hội được những người có chức quyền chú ý, họ khoe khoang khoác loác luôn mồm. Có người kiêu ngạo qua lời nói. Nếu phải đi gặp những người giàu có, họ soạn sẵn những gì phải nói. Và nếu bị lỡ một lời nào đó, họ rất là bực bội khó chịu vì sợ người khác chê cười. Còn người khiêm nhường thì không như vậy. Mặc dù họ bị cười nhạo hay quý trọng, khen ngợi hay chỉ trích, kính trọng hay coi thường, chú ý hay quên lãng, họ vẫn luôn bình thản. Cũng có người làm việc bố thí hay đóng góp để được chú ý và nổi tiếng. Chúng ta không được làm như vậy. Những người tham danh này không những mất hết công nghiệp trước mặt Chúa về những chuyện lành họ làm, mà còn mang tội nữa. Người ta còn kiêu ngạo trong việc làm, lúc nào cũng muốn việc làm của mình được người khác biết đến. Nếu người ta biết đến ưu điểm của mình thì mình khoái chí. Trái lại, nếu người ta biết những khuyết điểm của mình thì đau khổ, tức tối, tỏ ra bực bội, khó chịu vô cùng. Các thánh không làm như vậy. Các ngài khó chịu khi người khác biết ưu điểm của mình và hài lòng khi người khác biết những thiếu sót của mình. Người kiêu ngạo nghĩ rằng mọi việc mình làm đều hoàn hảo. Họ muốn ra vẻ ta đây hay bắt nạt đồng nghiệp. Lúc nào cũng cho ý mình là đúng, là hay nhất. Chúng ta không được làm như vậy. Một người khiêm nhường và có giáo dục tốt, nếu được hỏi ý kiến, chỉ nói một lần rồi để người khác nói. Cho dù ý kiến của mình đúng hay sai, họ cũng không nói gì thêm. Khi Thánh Aloysius Gonzaga còn là học sinh, Ngài không bao giờ chữa mình khi bị người khác chỉ trích nhục mạ. Ngài nói những gì Ngài nghĩ, không băn khoăn đến những gì người khác nghĩ về mình. Nếu sai thì nhận mình sai, nếu đúng, Ngài tự nghĩ, chắc chắn lần khác tôi sẽ sai. Các thánh hoàn toàn chết đi cho chính mình, đến nỗi hầu như chẳng vui thích khi người khác đồng ý với mình nữa. Quý vị thân mến, người thế gian nói, các thánh là những người khờ dại ngu ngốc. Đúng vậy, các ngài ngu dốt về chuyện thế gian, nhưng chuyện của Thiên Chúa thì các ngài rất khôn ngoan sáng suốt. Chắc chắn các ngài chẳng hiểu gì về chuyện thế gian, bởi vì các ngài nghĩ rằng những chuyện đó quá tầm thường, đến nỗi chẳng đáng quan tâm. Tiếp theo, Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi Ta Sẽ Giúp Con. Đừng sợ chúng, ta sẽ giúp con. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa Giêsu nói với chính mình. Ta sẽ giúp con, đối với ta là Chúa của con. Việc giúp con là chuyện nhỏ. Con hãy xem những gì ta đã làm cho con. Đó không phải là giúp con sao? Này nhé, ta đã mua chuộc con bằng chính máu của ta. Ta đã chết cho con. Đó không phải là giúp con sao? Nếu ta đã làm những việc lớn như thế, lẽ nào ta lại không giúp con những việc nhỏ? Giúp con à, đó là chuyện thường.
ta đã từng làm những chuyện lớn hơn và làm những việc lớn hơn nữa. Trước khi chưa có cõi đời này, ta đã chọn con, ta đã lập giao ước với con, ta đã bỏ vinh quang trên trời để xuống đây làm một người vì con. Ta đã bỏ sinh mạng vì con. Nếu ta đã làm tất cả các việc ấy, chắc chắn ta sẽ giúp con ngay trong lúc này. Khi giúp con, ta sẽ cho con điều ta muốn cho con. Nếu con cần 1.000 lần hơn nữa, ta cũng sẽ giúp con. Ta sẽ cho con vì con đã đòi hỏi một điều quá nhỏ so với những gì ta đã làm cho con. Điều con cần lớn đối với con, nhưng với ta không có nghĩa gì cả. Giúp con à, con đừng sợ. Giá như có con kiến nhỏ đến cửa nhà xin một hộp gạo, chắc con sẽ không thiệt hại gì nếu cho nó cả nắm gạo. Con cũng vậy, con chỉ như một con kiến nhỏ đứng trước cửa ta là đấng cung cấp mọi điều. Ta sẽ giúp con. Hỡi linh hồn tôi, như thế đã đủ chưa? Hồn có nhiều sức lực hơn tính toàn năng của ba ngôi Thiên Chúa chăng? Hồn có khôn ngoan hơn sự khôn ngoan của Chúa Cha, có nhiều tình thương hơn tình thương của Chúa Con, hay là nhiều quyền năng hơn quyền năng của Thánh Thần chăng? Hãy đem chiếc bình không của con lại đây, chắc chắn giếng nước này sẽ làm cho bình đầy tràn. Hãy đem tình trạng trống rỗng của con lại đây, với tất cả những vết thương, những nhu cầu cấp thiết nhất. Con hãy nhìn cho ra, con sông của Chúa sẽ làm đầy nhu cầu của con. Con còn muốn gì nữa? Hãy tiến lên, hỡi linh hồn tôi, hãy mau tiến lại gần. Chúa hằng hữu là đấng trợ giúp ta. Sau cùng, Mây Thiên mời quý vị cùng theo dõi Nếu Tôi Biết Tha Thứ. Trong những năm 1944-1945, dân Roma khiếp sợ mỗi khi nghe nhắc đến tên Peter Koch, một sĩ quan mật vụ Đức Quốc xã đã từng giết hại không biết bao nhiêu mạng người. Sau chiến tranh, anh ta bị bắt và bị kết án tử hình. Anh viết thư cho Đức Giáo Hoàng Pio XII để xưng thú các tội ác mình đã phạm và đặc biệt xin Ngài tha thứ cho anh tội đã tấn công vào vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành. Đức Thánh Cha đã sai một linh mục đến nhà tù để gặp anh ta và chuyển đến anh sự tha thứ của Ngài, đồng thời trao cho anh ta một tràng hạt mân côi. Đến nhà giam, sau khi đã làm theo lời căn dặn của Đức Giáo Hoàng, vị linh mục đã nghe người tử tội thốt lên như sau: Tổ quốc con nguyền rủa con, đó là điều hợp lý. Tòa án đã kết án con, điều này cũng rất công bình. Đức Giáo Hoàng đã tha thứ cho con và đã cho con một bài học cao quý. Giả như con đã luôn nghĩ đến việc tha thứ, thì giờ này có lẽ con không phải ra pháp trường như thế này. Nói rồi anh ta bật khóc. Con không dám động đến tràng hạt của Đức Giáo Hoàng bằng đôi tay vẫy máu của con. Xin cha đeo tràng hạt vào cổ cho con. Ít phút sau, Peter Koch ngã gục dưới loạt đạn. Miệng anh vẫn còn cầu khẩn mẹ Maria. Xin được tha thứ, đó là một trong những hành động vĩ đại nhất của con người. Quỷ Satan đã có lần trách móc Thiên Chúa như sau: Ngài không công bình, có biết bao nhiêu tội nhân đã làm điều ác, họ chỉ trở lại một đôi lần. Nhưng lần nào Ngài cũng niềm nở tiếp đón họ. Tôi chỉ có làm một điều bậy, tôi chỉ có phạm tội một lần, thế mà Ngài đã tuyên phạt tôi đời đời. Nghe thế, Thiên Chúa mới hỏi vặn lại Satan: Thế ngươi có bao giờ mở miệng xin tha thứ và ăn năn sám hối chưa? Quý vị và các bạn thân mến, mở miệng kêu xin tha thứ là bước lần đến ngưỡng cửa thiên đàng. Nhưng xin tha thứ cho chính mình thôi chưa đủ, con người cần phải tha thứ cho người khác. Cánh cửa thiên đàng sẽ mở ra mỗi khi con người thành thực thứ lỗi cho người khác. Nhận ra lỗi lầm của mình, kêu cầu sự tha thứ và tha thứ cho người khác, đó là đôi cánh thiên thần giúp con người bay lên tới Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chân thành cảm ơn quý vị. Chương trình Sống Tin Mừng sẽ được phát trên trang Tin Mừng Cho Người Nghèo các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 vào lúc 20 giờ.
kính chúc quý vị cùng gia đình sống mùa chay thánh thật sốt sắng. Mai Thiên thân ái tạm biệt.